Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Ấy vậy, cả dân Israel được biên vào sổ theo các gia phổ. Kìa, đã ghi chép vào sách ký lược của các vua Israel. Dân Juda, tại tội lỗi họ, bị bắt đem qua nước Babylon. Sau khi từ Babylon trở về, các người ở đầu tiên trong địa nghiệp và trong các thành ấp của chúng là người Israel, thầy tế lễ, người Lê-vi và người Nethinim. Ở tại thành Jerusalem có người Juda, người Benjamin, người Ephraim và người Manasse. Về dòng Phê-rết là con của Juda có U-thai, con trai của Amihud, Amihud con trai của Omri, Omri con trai của Imri và Imri con trai của Bani. Bởi người Siloni có Asaya con trưởng nam và các con trai của người. Bởi con cháu Serach có Jeuen và anh em người là 690 người. Về dòng Benjamin có Salu, con trai của Mesulam. Mesulam con trai của Hodavia. Hodavia con trai của Asenua. Lại có Gibneya, con trai của Jeroham. Ela con trai của Uzi. Uzi là con trai của Mikeri và Mesulam con trai của Shephatia. Shephatia là con trai của Reuen. Reuen con trai của Gibneya và anh em chúng kể theo thế hệ thì được 956 người. Những người ấy đều làm trưởng tộc. Trong những thầy tế lễ có Jedaya, Jehoyarib, Yakin và Asaria con trai của Hinkia. Hinkia con trai của Mesulam. Mesulam con trai của Sadoc. Sadoc con trai của Merayot. Merayot con trai của Ahitub là kẻ cai quản đền của Đức Chúa Trời. Lại có Adaya con trai của Jeroham. Jeroham con trai của Phasua. Phasua con trai của Mankiya. Mankiya con trai của Maesai. Maesai con trai của Adien. Adien con trai của Yasera. Yasera con trai của Mesulam. Mesulam con trai của Meshilemit. Meshilemit con trai của Ime và anh em của chúng, số là 1760 người, đều làm trưởng tộc, có tài hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời. Trong người Lê-vi có Shemaya con trai của Hashub, cháu của Ariham, chắc của Hashabia, thảy đều thuộc về dòng Merari. Lại có Bác Ba Cát, Here, Gala, Mathania, đều là con trai của Mika, cháu của Siegri, chắc của Asad. Obadia, con trai của Shemaya, cháu của Gala, chắc của Yeduthum. Berekia, con trai của Asa, cháu của Enkana, là người ở trong làng dân Netophatit. Những kẻ canh cửa là Shalum, Akub, Tanmon, Ahiman và anh em của chúng. Shalum làm đầu. Cho đến bây giờ, họ canh cửa đông của vua. Còn xưa, tổ tiên họ đều giữ cửa trại người Lê-vi. Shalum, con trai Kore, cháu của Ebi-Asap, chắc của Kora và anh em tông tộc mình. Ấy là dân Kore, lo coi sóc sự phục dịch và canh giữ các cửa đền tạm. Xưa tổ phụ chúng cai quản trại của Đức Giê-hô-va và giữ cửa trại. Xưa Phinea, con trai Eleasa làm quan cai chúng và Đức Giê-hô-va ở với người. Sachari, con trai Meshelemia là kẻ giữ cửa hội mạc. Những kẻ này đã được lựa chọn hầu canh giữ các cửa, số được 212 người.
người ta chép gia phổ họ theo các hương họ. Vua David và Samuel là đấng tiên kiến đã lập mấy người ấy trong chức của họ. Ấy vậy, chúng và con cháu của chúng đều theo ban thứ mà coi giữ các đền của Đức Giê-hô-va, tức là đền tạm. Các kẻ giữ cửa đặt ở bốn phía đền về đông, tây, nam và bắc. Các anh em chúng ở trong các làng mình phải đến từng tuần theo phiên thứ mà giúp đỡ. Còn bốn người Lê-vi làm trưởng những người canh cửa, hằng giữ chức mình và coi sóc các phòng và kho tàng trong đền của Đức Chúa Trời. Ban đêm, chúng ở xung quanh đền của Đức Chúa Trời canh giữ nó. Đến mỗi buổi sáng sớm, chúng lại lo mở cửa ra. Trong bọn chúng cũng có mấy người được chức giữ đồ khí dụng, vì các đồ ấy đem ra đem vô y theo số. Lại có kẻ khác được cắt coi sóc đồ đạc và các khí dụng tại nơi thánh, cũng lo giữ bột miến, rượu, dầu, nhũ hương và các thuốc thơm. Có mấy kẻ trong bọn con trai những thầy tế lễ chế các thứ hương hoa. Còn Mi-ti-thia người Lê-vi, con trưởng nam của Sa-lum thuộc về dòng Cô-rê, coi sóc việc làm bánh rán trong chảo. Mấy kẻ trong vòng anh em chúng về dòng Kê-hát được chức coi về việc làm bánh trần thiết. Hễ đến ngày Sa-bát thì phải sắm cho sẵn. Đây là những người có chức hát sướng, đều làm trưởng tộc trong người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng của đền, và vì phục sự ngày và đêm nên được miễn các công việc khác. Những người ấy đều làm trưởng tộc của người Lê-vi theo dòng dõi họ và ở tại thành Jerusalem. Giê-i-ên, tổ phụ của Ga-ba-ôn ở tại thành Ga-ba-ôn, tên vợ người là Ma-a-ca. Con trưởng nam của người là Áp-đôn, lại sanh Su-rơ, Kích, Ba-anh, Nê-rơ, Na-đáp, Gê-đô, A-hi-ô, Sa-cha-ri và Mít-lô. Mít-lô sanh Si-mê-am. Chúng cũng đồng ở cùng anh em mình trong thành Jerusalem đối mặt nhau. Nê-rơ sanh Kích, Kích sanh Sao-lơ, Sao-lơ sanh Jonathan, Man-ki-sua, Abinadab và Ết-ba-anh. Con trai Jonathan là Meri-ba-anh. Meri-ba-anh sanh Mi-ca. Con trai của Mi-ca là Phi-thôn, Mê-lét, Ta-rê-a và A-cha. A-cha sanh Gia-e-ra. Gia-e-ra sanh A-lê-mết, Ách-ma-vết và Simri. Simri sanh Một-sa. Một-sa sanh Bi-ne-a. Con trai Bi-ne-a là Rê-pha-gia. Rê-pha-gia sanh Ê-lê-a-sa và Ê-lê-a-sa sanh A-sên. A-sên có 6 người con trai, tên là A-ri-kham, Bốc-ru, Ít-ma-ên, Sê-a-ria, Ô-ba-đia và Ha-nan. Ấy đều là con trai của A-sên. Chương 10. Vả, dân Philistin tranh chiến với Israel. Dân Israel chạy trốn khỏi trước mặt dân Philistin. Có nhiều người bị thương chết trên núi Gilboa. Dân Philistin đuổi theo kịp Saul-lơ và các con trai người, đánh giết các con trai ấy là Jonathan, Abinadab và Man-ki-sua. Cơn giặc rất kịch liệt, làm cho Saul-lơ thiệt cực khổ. Khi lính cầm cung kịp đến người, bèn bắn người bị thương. Saul-lơ biểu kẻ vác binh khí hầu mình rằng: "Ngươi hãy tuốt gươm của ngươi và đâm giết ta, kẻo kẻ chẳng chịu cắt bì kia đến sỉ nhục ta." Song kẻ vác binh khí người không khứng vâng mạng vì lấy làm sợ hãi. Saul-lơ bèn cầm lấy gươm mình, cúi thúc vào ngực. Khi kẻ vác binh khí thấy Saul-lơ chết rồi, thì cũng lấy gươm cúi thúc vào ngực mình luôn. Vậy Saul-lơ, ba con trai người và cả nhà người đều đồng nhau chết. Khi dân Israel ở trong đồng bằng thấy đạo binh chạy trốn, Saul-lơ cùng các con trai người đã chết rồi, thì bỏ thành mình mà trốn đi. Dân Philistin đến ở trong các thành ấy. Ngày hôm sau, dân Philistin đến bóc lột những kẻ tử trận. Thấy Saul-lơ và các con trai người ngã chết trên núi Gilboa, chúng bóc lột thây Saul-lơ, chém đầu người, cất lấy binh khí người, rồi sai kẻ đi khắp xứ Philistin
để báo tin cho các thần tượng và dân sự. Chúng để binh khí của người tại trong miễu các thần của chúng nó, còn đầu người thì đóng đinh treo trong chùa Dagon. Khi dân cư Gia-bê ở Gala-át nghe những điều dân Philistin đã làm cho Sao-lơ, thì những người mạnh dạn đều trỗi dậy đi lên cướp lấy xác vua Sao-lơ và xác các con trai người, đem về Gia-bê, chôn hài cốt của họ dưới cây thông tại Gia-bê, đoạn kiêng ăn 7 ngày. Ấy vậy, vua Sao-lơ chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì chẳng có vâng theo mạng lệnh của Ngài, lại vì đã cầu hỏi bà bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy vì cớ ấy Ngài giết người, dời nước người cho về David, con trai Isai. Chương 11. Lúc ấy cả Israel đều nhóm đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Kìa, chúng tôi vốn là xương thịt của ông. Khi trước dầu Sao-lơ còn cai trị chúng tôi, thì ông đã dẫn dân Israel vào ra, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông có phán cùng ông rằng: Ngươi sẽ chăn nuôi dân ta là Israel làm quan tướng chúng nó. Ấy vậy, các trưởng lão Israel đến cùng vua ở Hebron. David bèn lập giao ước với chúng tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, chúng sức dầu cho David làm vua trên Israel, y như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Samuel phán ra vậy. David và cả dân Israel đi lên thành Jerusalem, ấy là Jebu. Ở đó có người Jebusit là dân của xứ. Dân cư Jebu nói cùng David rằng: Ngươi sẽ chẳng hề vào đây. Dầu vậy, David chiếm lấy đồn lũy Siôn, ấy là thành David. David nói rằng: Hễ ai hãm đánh dân Jebusit trước hết, ắt sẽ được làm trưởng và làm tướng. Vậy Joab, con trai Seruya, đi lên đánh trước hết, nên được làm quan trưởng. David ở trong đồn, vậy nên gọi là thành David. Người xây tường thành bốn phía, từ Milo cho đến khắp chung quanh, còn phần thành dư lại thì Joab sửa sang. David càng ngày càng cường thạnh vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng người. Đây là những kẻ làm tướng, các lính mạnh dạn của David và đã phò giúp người được ngôi nước cùng với cả Israel, lập người lên làm vua y như lời Đức Giê-hô-va đã phán về Israel. Này là số các lính mạnh dạn của David: Yashobeam, con trai của Hakmoni, làm đầu các tướng ấy. Ấy là người dùng giáo mình mà giết 300 người trong một lượt. Sau người có Eleasa, con trai của Dodo ở Ahoa, là một người trong ba người mạnh dạn. Người này ở cùng David nơi Phadamim khi quân Philistin nhóm lại đặng giao chiến. Ở đó có một đám ruộng mạch nha, và dân sự đều chạy trốn khỏi mặt dân Philistin. Còn họ đều đứng trong ruộng, binh vực nó và đánh hơn dân Philistin, và Đức Giê-hô-va khiến cho họ đặng sự thắng trận rất lớn. Trong bọn 30 người làm tướng, có 3 người đi xuống hang đá Adulam đến cùng David, còn đạo quân Philistin đóng trại tại trong trũng Rephaim. Lúc ấy David ở trong đồn và có phòng binh của dân Philistin ở Bethlehem. David ước ao rằng: Than ôi, chớ gì ai ban cho ta nước uống của giếng bên cửa thành Bethlehem. Vậy ba người này xông ngang qua trại Philistin, múc nước trong giếng bên cửa thành Bethlehem đem về cho David uống. Song người chẳng chịu uống, bèn rải nước ấy ra trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Cầu Chúa giữ lấy tôi, đừng để tôi làm sự này. Tôi hẳn không uống huyết của ba người này đã liều thân mình đặng đem nước đến. Vì cớ ấy nên người không chịu uống. Ấy là công việc của ba người mạnh dạn đó đã làm. Lại có Abishai em của Joab làm đầu trong ba người mạnh dạn. Người dùng giáo mình mà giết 300 người, nên nổi danh tiếng trong ba người ấy. Trong ba người mạnh dạn ấy, người sang trọng hơn, được làm trưởng của họ, song chẳng bằng ba người trước. Lại có Benaya, con trai Jehoiada ở Cáp-xê-ên, là một người mạnh dạn đã làm nhiều công việc cả thể. Người đã giết 2 người Moab mạnh bạo hơn hết. Trong kỳ sa tuyết, người xuống một cái hố giết một con sư tử. Người cũng đánh giết một người Ai Cập cao 5 thước,
người Ai Cập cầm nơi tay cây giáo lớn bằng trục máy dệt, còn Benaya xuống đón người cầm một cây gậy, rút lấy giáo khỏi tay người Ai Cập, dùng giáo nó mà giết nó. Ấy là công việc Benaya, con trai Jehoiada đã làm, được nổi danh tiếng trong ba người mạnh dạn. Trong 30 người mạnh dạn, người được sang trọng hơn hết, song chẳng bằng ba người trước. David nhận người vào bàn mật nghị mình. Lại có các người mạnh dạn trong đạo binh là Asahel em của Joab, Elkanan con trai của Dodo ở Bethlehem, Samot người Haron, Helet người Phalon, Ira con trai của Iket ở Thekoa, Abiese ở Anatot, Sibekai ở Husa, Eli ở Ahoa, Maharai ở Netopha, Helet con trai của Baana ở Netopha, Itai con trai Ribai ở Gibea, thành của con cháu Benjamin, Benaya ở Phirathon, Hurai ở Nahalegaat, Abien ở Araba, Atmavet ở Bahurim, Eliakba ở Sha'anbon, Benehashem ở Gison, Jonathan con trai Shage ở Hara, Ahiyam con trai Shaka ở Hara, Elipha con trai Ure, Hefe ở Mekera, Ahiya ở Phalon, Hetro ở Cạc-mên, Na-arai con trai Ebai, Yoen em của Nathan, Mibeha con trai của Hagari, Selek là người Ammon, Naharai ở Beerot là kẻ vác binh khí của Joab con trai của Seruya, Ira ở Yethe, Gareb cũng ở Yethe, Uri người Hethit, Sabat con trai Aklai, Adina con trai của Shisa người Ruben làm trưởng dòng Ruben và có 30 binh chiến ở với người, Hanan con trai của Maaka, Yosaphat ở Methen, Usia ở Attaroth, Shama và Yehien con trai của Hotam ở Aroe, Yediaen con trai của Shimri, Yoha anh em người dân Thishit, Elien ở Mahavim, Yeribai và Yosavia con trai của Ennaam, Gitma là người Moab, Elien, Obed và Yaashien là người Mesoba. Chương 20. Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong thì từ giã mà đi đến xứ Macedon. Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ, rồi tới nước Crete, ở đó 3 tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Syri, thì người Giuđa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sobate con Biru, quê thành Bere cùng đi với người. Lại có Arita và Secundu, quê thành Thessalonica, Gaius quê thành Đẹp Bơ và Timothê, Tychicơ và Trophim đều quê ở cõi Asi. Những người này đi trước đợi chúng ta tại thành Troas. Còn chúng ta khi những ngày ăn bánh không men qua rồi thì xuống thuyền tại thành Philip. Trong 5 ngày gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đừng nhóm lại. Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tít ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài, và bị ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. Phao-lô lại trở lên bẻ bánh mà ăn, giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi thì được sống. Sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Còn chúng ta thì đi trước, chạy thuyền đến thành Asos là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô. Người đã định vậy vì muốn đi bộ. Chúng ta gặp người tại thành Asos, bèn đem người đi với cùng đến thành Mytilene. Rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển, ngày mai
đến ngang đảo Chio. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Samos, cách một ngày nữa thì tới thành Mile. Vì Phaolô đã quyết định đi qua trước thành Epheso, song không dừng lại tại đó e cho chậm trễ trong cõi Asi. Người vội đi đặng có thể đến thành Jerusalem kịp ngày lễ ngũ tuần. Bây giờ, Phaolô sai người ở thành Mile đi tới thành Epheso mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: từ ngày tôi mới đến cõi Asi, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giuđa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết, tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết, tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giuđa như cho người Grec về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tin sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phaolô nói lời đó xong bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phaolô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Thi Thiên 129. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi. Israel đáng nói: từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, nhưng không thắng hơn tôi được. Các nông phu cày trên lưng tôi, xẻ đường cày mình dài theo trên đó. Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài đã chặt những dây kẻ ác. Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị hổ thẹn và lui lại sau. Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, đã khô héo trước khi bị nhổ. Người gặt không nắm đầy tay mình, kẻ bó không gom đầy ôm mình. Những kẻ lại qua cũng không nói: nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi. Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài.
để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.